chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì anh Max ở map nhà thờ, trận này mình chơi cá, spawn ở nghĩa địa, đi thẳng về bên phía tầng độ 1 sẽ có người nè. Ôi giời ơi, tiền đạo hả? Lại tán. Thế tiền đạo phát là quay xe liền. Chủ tế hả? Đó, chủ tế và cả ong luôn. Á, à, con mù bên này. Bỗng dưng trên đường đời tấp nập, ta vô tình đập mặt vào nhau. Người anh em mù bị bắt đầu trận thì ok rồi đấy. Trận này thắng dễ này. Ấy, bố không lật cái ván đấy xuống rồi. Rồi được cái chủ tế ở đây nữa. Kỳ vậy. Đầu trận đi support kiểu này chậm máy đấy bạn ơi. Mù chạy buồn cười thật sự. Mình khép một cái góc nước ở đây này. Ok, support vòng khá là tốt. Mình nghĩ mình sẽ đi lên để lấy máu đầu. Rồi bây giờ khép nốt góc nước thôi. Vẫn leo được cái cửa sổ này. À, không leo được rồi. Rồi, Terra sụp. Tìm có tiền đạo nha, nhưng mà không có dấu tay ở đây, cho nên chắc là không hút đâu. Xuống hầm luôn, xin cảm ơn. Bắt được mù đầu trận lại còn cam được dưới hầm nữa. Nhưng mà thôi, trận này có chủ tế nên là chạy ở ngoài. Biết đâu chủ tế mang sáo chẳng hạn. Phá cái vòng này đã đi này. Cứ sớm mà. Không cứu thì cũng ăn thiết, chắc là tiền đạo cứu đấy. Rồi bạn. Ôi giời ơi, rồi. Không ghê thế. Đáng lâu phết đấy. Rồi bạn, 62 nước. Rồi hút trượt. Ôi gì mà 4 người ở đây vậy? Các bạn cho mình đang định xin cái gì không được. 4 người ở đây luôn, con bù nó mới lên ghế lần 2 thôi mà. Rồi một hit tự dậy. À không, được heal. Nhưng mà các bạn ấy ở đây cả rồi thì ai rút giáo về chết luôn này. Ai phải hái không hút. Ok luôn. Đợi mỏ không dám hút hả? Chủ tế cứu hả? Không, tiền đạo tướng này. Nước lên bạn ơi. Rồi, cứ xong, không có 6 giờ. Cũng không bê bê luôn. À, ok. Cái này ta gọi là một đứa lên ghế rồi. Team đi support này. Rồi, chết luôn. Tiền đạo. Húc, 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 húc. Đúng à? Không sao. Mình có cái sờ tách giảm choáng rồi. Trời ơi, lừa. Lừa tí. Rồi, chết luôn. Chip vô đao. Ok man. Rồi treo con mù lên. Xách hai bạn kia lên nữa. Rồi xỉu. Nó một mình con mù lên ghế mà cả team đi support ạ. Còn hai máy, có thể là hai máy mới luôn, tại vì đâu có ai đập máy đâu. Tiền đạo tự dậy được không nhở? Ờ đó, rồi thì mình rửa luôn. Bắt buộc chị ong nâu phải đi cứu. Chị ong nâu đi cứu thì không có người đập máy. À,
cứ xong rồi thì bắt lại luôn. Trời ơi, phòng đẹp ghê ạ. Mình bắt được rồi. Bây giờ mình dùng Blink mình bắt luôn chủ tế cũng được này. Mình đi hụt rồi. Còn một máy. Máy mới. Không chạy vòng vòng kiểu này là chết rồi. Vòng vòng kiểu này nước lên hả? Chủ tế le thôi. Máy nào đây? Có thể là máy ở bên tầng đổ sau. Tìm đảo được máy. Ôi, đã chơi hoài rồi. Rút nước về 50%. Ra sụp này. Rồi không cứu được. Cứu ghế với con cá này mà nhây nhây thì rất là khó, tại vì nó có thể ép, có khả năng ép nước ấy. Thôi tầm này bạn kia nửa máu ấy, đầu hàng thôi. Mình sẽ làm thêm một trận nữa nha. Sao vậy? Đó là cà phê sân vườn ấy chị, nó rất là nhiều cây. Bọn em ở đâu? Đúng rồi. Tụi nó đang cái đĩa chị ơi, tụi nó đang chạy về cái đĩa kìa. Con Vu thì nó đang chạy ra cái đĩa luôn. Chị cứ kệ nó, chị ra cái đĩa. Đây. À không, con hiệp sĩ chứ, lộn hiệp sĩ. Trời ơi, tí bắt đầu đập thảm đỏ rồi nha fan. Quay. Ôi, sẽ gắn dắt nó đi xa xa nếu có thể. Được, quỷ tôi làm được, được mà. Tôi bao được, anh biết là được rồi. Quỷ mẹ dây dừa quá, chết đi. Không, mình chết. Ôi xong, nó đang bước. Bắt đầu bỏ tôi lên, bỏ tôi lên. Thế mà. Ê, tổ phòng nghĩ nhân dùng cái này rồi, ok. Ê bạn à, tôi đang suy nghĩ đến việc qua một cái bình băng. Ờ, chị gì thấy ra vậy? Dây nó đập bạn. Ê, tôi nghĩ là tôi sẽ cho bạn. Ừ. Ca chỉ ở đây khó chơi quá à. Ôi! Trời chị ơi! Sao em tranh nhau cửa sổ với chị vậy? Chị gì mà thấy ra vậy? Nhe. Yeah. À, ok ok, tôi support bạn được cái bình băng. Đồ mau. À. Ui, tôi à, ok ok. Hồi nãy tôi không hồi kịp cứu cái bình băng. Ok thì đã biết đấy. Và chạy chỗ hẹp nên nó dây được á. Ok, sao có con mỹ nhân này mày không đi theo over người ta? Làm gì vậy? Cái nào đang soi bạn? Ủa? Sao lắc đồng hồ nó vẫn đập nó vậy? À thì trước bạn lắc đúng không? Nó sẽ cho thấy cái ảo ảnh của bạn ấy. Là cái hình của bạn trước khi mà bạn bắt đầu vào trạng thái tàng hình. Lần nó vẫn thấy được bạn. Mình không nên chơi nát ở chế độ này tại vì mình dơ lắm. Không có khác thì... Bạn hiểu mà. Mình đâu bắt đầu chơi nát. Tôi hiểu rồi. Sao mày đấm tao? Mày đấm con kia đi. Tao không phun máu, tao không chơi. Cú đi anh bạn. Hai đứa kia gục hết rồi kìa. Ủa, what the hell? Sao mình bấm cho cú nó không cho ta? Hả? Điên à? Cú. Không có cho được, tôi bị lát rồi. Cú được không? Đi, từ 5 giây nữa, 5 giây nữa, từ. Rồi đấy. Mày làm gì? Mày đi nhanh bỏ cầu quá, bỏ đó. Nó khó quá. Một giây nữa. Dạ, không được rồi.
Thiên chiêu nhanh quá. Thì mình cầm gì vậy? Trời ơi, sai mòn quá sợ vừa thúng. Ảo vậy. Khi nãy ba sợ à. Rồi. Rồi giờ làm sao đây ta? What to do? What to do? Mà chơi cứu bạn được đó. Ôi đi. Ơ, F2 đâu? Ôi, con kia giật cái quả sỏ trí mà. Bấm vào tôi không ấn được. Kia tự nhiên nó giật cái quả sỏ trí mà, fan. Thành được cái bạn rồi. Giá nhập sỏ đi. Rồi hay quá, rồi thắng rồi. Thắng hả? Từ từ treo được mới thắng. Ừ, như này là thắng rồi, tại vì Merson đang còn hit delay mà. Em còn nước hoa cơ chị ạ. Ờ, thắng rồi. Ok, vậy là được rồi đấy. Quên lấy cả hơi lên cây, tại vì tôi nhắn nước hoa của nó, xong rồi tôi vứt quả bóng của tôi, xong rồi tôi đi lên quanh để tận được quả bóng. Nồi thật.